hondu sape durati mam yanudisa yasata avera suki hondu sape dakina yanisa yasata avera suki hondu sape dakina yanudisa yasata avera suki hondu sape paichima yanisa yasata avera suki hondu sape paichima yanudisa yasata avera suki hondu sape utara yanudisa yasata avera suki hondu sape utara yanudisa yasata avera suki hondu sape uparima yanisa yasata avera suki hondu sape hesima yanisa yasata avera suki hondu sape sata avera hondu suki da hondu ne dokha hondu abya pacha hondu anika hondu dikha yuga hondu agoga hondu sampati hisamichang tu suki atanang parihahan tu dukha pata janik dukha fayapata janik faya soka pata janik soka hontu sape pipaninom akasatha japumatha dewanaga mahitika punyang no anumodang tu jirang rakhan tu no sasanam akasatha japumatha dewanaga mahitika punyang no anumodang tu jirang rakhan tu no garu akasatha japumatha dewanaga mahitika punyang no anumodang tu jirang rakhan tu nyatayo akasatha japumatha dewanaga mahitika punyang no anumodang tu jirang rakhan tu panino akasatha japumatha dewanaga mahitika punyang no anumodang tu jirang rakhan tu no sada idang watano punyang asawa khaya wahang hon tu anagate kale sa thú con đã sa thú. Dạ, thời kinh lễ bái Tam Bảo đã hoàn tất. Chúng con kính mời giảng sư Tinh Tuệ từ bi hoan hỷ thuyết giảng bài học Pali ngày hôm nay ạ. Kính chúc quý đạo hữu có buổi học pháp an vui và tiến hóa. Con kính dâng mic đến tất cả. Dạ, con kính đến sư ạ. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Xin chào các tử học viên. Dạ, con xin đảnh lễ sư ạ. Rồi, xin chào. Giờ hôm nay thì chúng ta sẽ học tiếp bài số 13. Xem bài 13 mình còn cái gì. Bài số 13. Bài số 13 hôm trước phần văn phạm mình có vị biến cách dạng tung và tá quê và danh từ nữ thánh vị người ý như là phô khí. Thì mình đã học xong phần dạng danh từ nữ thánh vị người ý như là phô khí rồi. Giờ hôm nay mình sẽ học phần vị biến cách dạng tung và tá quê. Tung và tá quê. Đây là vị biến cách của tung và tá quê. Trước tiên là chúng ta học cách hình thành vị biến cách hai động từ nguyên mẫu trong tiếng Pali là những bất biến từ được hình thành từ các ngữ căn của động từ hay thành phần cơ bản
của đồng từ ghép với hai tiếp vị ngữ tung hòa tá quê. Để mình xem trong bài học này người ta cho mình học cái gì. Trong bài học này chúng ta chỉ học về cách hình thành, về biến cách nguyên mẫu dựa trên các động từ cơ bản ghép với tiếp vị ngữ tung và tá quê. Tức là trong cách ghép hình thành động từ cơ bản này, trong cách hình thành về biến cách này mình có hai trường hợp. Một là ghép với động từ cơ bản, hai là ghép với ngữ căn. Mà trong bài học này thì người ta chỉ cho mình học ghép với động từ cơ bản thôi. Phần ngữ căn thì mình sẽ học ở bài sau. Nhờ phần ghép với động từ cơ bản thì nó có những bước sau mình để ý nó. Ở đây người ta cho mình cái gì nè? Nếu các thành phần cơ bản của động từ có nguyên âm tận cùng là á, a, o thì chúng sẽ được xen vào một chữ ý và sau đó ghép với tiếp vị ngữ tung tá quê. Tức là nếu mà thành phần cơ bản của động từ là á, a hoặc là o thì người ta xen ý vào rồi sau đó người ta ghép với tung và tá quê. Ở đây chúng ta có các động từ cơ bản nè, động từ cơ bản phải chất tí, phải chất tí, lý khá tí, chà nà tí, ca rô tí. Ở đây mình phải đọc dạng tí tí, tại cái tí là thì, nhưng mà ở đây người ta viết nó dạng cơ bản, người ta sao bỏ cái thì nó đi. Đây là động từ phải chất tí là nấu, lý khá tí là viết, chà nà tí là biết, ca rô tí là làm đó. Thì ở đây mình thấy là cái nó tận cùng của nó nè, tận cùng của nó bằng á nè, bằng á nè, bằng á nè, này tận cùng của nó bằng a nè, tận cùng của nó bằng o nè. Thì người ta nói sao, các động từ cơ bản tận cùng bằng á, bằng a, bằng o thì xen ý vào, xen ý vào sau đó cộng với tung hoặc là tá quê, cộng với tung hoặc là tá quê. Thì ở đây chúng ta thấy trường hợp một nè, thành cùng bằng á, cùng với ý, cùng với tung thì người ta được động từ để được quyền biến cách đó là phải chí tung. Ở trong tiếng Việt mình dịch nó là để nấu. Cái trường hợp thứ hai nó cũng thành cùng bằng á, cùng với ý, cùng với tá quê, mình được làm phải chí tá quê cũng dịch là để nấu. Trường hợp thứ ba nó cũng là thành cùng bằng á, cùng với ý, cùng với tung, mình được là lý chí tung để biết. Trường hợp thứ tư nó tận cùng bằng a thì cũng còn ý còn với tung, được bài cha ni tung là để biết. Trường hợp thứ năm nó tận cùng bằng o còn với ý còn với tung, mình được là cá ri tung là để làm. Thì đó là các động từ cơ bản tận cùng bằng a, bằng a, bằng o thì người ta xen vào chữ ý rồi còn với tung hoặc là tăng về thì chúng ta được quỹ biến cách một loạt các quỹ biến cách này tương tự với các động từ cơ bản còn lại mà nó tận cùng bằng á, bằng a, bằng o thì mình cứ muốn sử dụng nó ở dạng quỹ biến cách thì mình cứ thêm á, mình cứ cộng ý rồi cộng tung với tao về cho nó. Ví dụ như là động từ cái cha tí, cái cha tí bây giờ mình muốn cho nó thành quỹ biến cách thì mình cộng nó làm sao? Động từ gãy cho tí bây giờ mình muốn cho nó thành quỹ biến cách thì mình biết nó làm sao? Bắt chí tung. Động từ gãy cho tí. Bắt chí tung. Gãy chí tung. Bắt chí tung. Hoặc là bắt chí tung. Tạ bê. Động từ gãy cho tí muốn cho nó thành quỹ biến cách thì mình biết làm sao? Gái chi tung, bắt chi tung được không hả? Gái chi tung. À, gái chi tung. Ví dụ gái chi tung. Hoặc là động từ phu nhi tung. Hoặc là phu nhi tung. Bắt chi tác về. Cứ cộng ý cộng tung thôi, cộng ý cộng tung cho nó thôi ha. Yeah. Rồi, đây trường hợp 1. Giờ còn trường hợp 2. Trường hợp 2 người ta nói sao? Nếu các thành phần cơ bản của động từ có nguyên âm tận cùng là e
nãy là a a o, bây giờ trường hợp thứ hai là tận cùng là e, ví dụ là động từ d c tí, o chê tí, pa lê tí thì không cần phải sang ý mà cộng trực tiếp với tung luôn. Ví dụ ở đây dc thì người ta cộng với tung thành là dc tung, là đề thuyết. DC cộng với tá quê, DC tá quê cũng là đề thuyết. Pô chê thì cộng với tung, pô chê tung để cúng dường. Pa lê cộng với tung là pa lê tung để bảo vệ. Trường hợp 1 quá trình cộng thêm ý, trường hợp 2 thì sao? Không cần phải cộng thêm gì hết, cộng ghép với tung với tá quê thôi. Ghép trực tiếp tung với tá quê thôi. Thì đó là cách hình thành quỷ biến cách. À, cách hình thành quỷ biến cách. Nói đến vị biên cách thì chúng ta phải nhớ đến tung hòa tao quê. Tung hòa tao quê. Rồi bây giờ mình xem cách sử dụng của nó. Cách sử dụng. Xem bài tung nó được sử dụng như thế nào. Vị biên cách trong tiếng Mali được dùng như là một bổ túc từ cho động từ. Vậy là nó dùng như là một túc từ cho động từ. À, làm như túc từ, dùng như túc từ thì nó đóng vai trò giống như các thứ mấy. Túc từ là các thứ mấy? Đường túc từ là các thứ mấy? Thứ hai. Đúng thứ rồi, hai. Túc từ giống như là các thứ hai. Nó nằm trước động từ, nằm kế bên động từ. Ví dụ ở đây người ta cho mình một cái ví dụ nè. Mây hằng chá tùm hê chá à, ràm mầm hí hồ thi rục thề đi xây đi tùng sắc hồn má. Chúng tôi có, chúng tôi và các bạn có thể ngồi bên cạnh cây bồ đề trong chùa. Ở đây mình có gì? Mình có đi xây đi tùng là ngồi, là bổ túc từ cho động từ các sắc hồn má. Thấy không? Nó nằm trước động từ nè. Nó nằm giống như là cách thứ hai vậy đó. Cách thứ hai là dùng như là túc từ, thì bây giờ nó làm giống y hệt trong cách thứ hai, à, làm trước động từ. Rồi ví dụ hai, Siddhartha Raja Kumaro, Ahang Chatiya Cha, Charaya Cha, Pamunchitung Vithin, Pariye Sayamiti. Dân tề sĩ thái tử sẽ ta suy nghĩ ta nên tìm cách để thoát khỏi, để thoát khỏi sự sanh và sự già. Ở đây thì mình có Pháp Môn Di Tung. Pháp Môn Di Tung là để thoát, tìm cách để thoát khỏi, tìm cách để thoát khỏi. Ở đây thì nó dùng bổ nghĩa cho danh từ vi thiên, vi thiên tìm cách để thoát khỏi thì nó cũng là túc từ. Tìm cách để thoát khỏi, tìm cách để thoát khỏi, tìm cách để thoát khỏi. Ở đây mình có Pháp Môn Di Tung là vị biến cách, là vị biến cách. Đó là trường hợp thứ hai. Rồi đó, nó dùng như là một túc từ ở trong câu. Trường hợp thứ hai thì bị biến cách được sử dụng như là một động từ vì chúng diễn tả hành động và có thể đòi hỏi túc từ từ vật. Trường hợp thứ hai thì người ta nói nó dùng như là động từ. Trường hợp một thì nó dùng như là túc từ thôi.
Còn trường hợp hai thì nó dùng như là động từ. Lý do người ta nói nó dùng như là động từ đó, vì nó đòi hỏi có túc từ đi cùng với nó. Ví dụ như là ở ví dụ 1, Buddha Patika Maha Bhutin Vanitung Buddha Gaya Yang Apunahang Gai Thanh Tí. Những Phật tử thường đi đến Bồ Đề Đạo Tràng để đảnh lễ cây đại thọ Bồ Đề. Kể đây có quanh lý tung là đảnh lễ. Tìm thế nào quanh lý tung đảnh lễ thì phải là đảnh lễ cái gì đó, nó đòi hỏi phải có túc từ. Kể đây là đảnh lễ cây đại thọ Bồ Đề thì nó đòi hỏi phải có túc từ. Vì vị biến cách á, nó đòi hỏi phải có túc từ, cho nên người ta nói là vị biến cách dùng như là một động từ. Vì nó đòi hỏi phải có túc từ cho nên người ta nói nó dùng như là một động từ. Tại động từ á, mình có hai dạng. Hôm trước mình học ở bài trước, mình học lúc bài 3, bài 4 gì đó, mình học động từ có hai dạng: tha động từ với tự động từ đó. Tha động từ là dạng động từ đòi hỏi phải có túc từ. Thì ở đây vị biến cách tương từ nó đòi hỏi, một số vị biến cách nó đòi hỏi phải có túc từ. Thì vị biến cách nào mà đòi hỏi phải có túc từ như vậy thì người ta nói nó dùng giống như là một động từ. Ai dùng giống như là một động từ. Rồi câu số 2. Upasika yo sankhasa pujitung jivarani sipanti các tín nữ mai y để cúng dường đến chư tăng. Thì ở đây mình có chữ pujitung là cúng dường. Cúng dường thì cúng dường cho ai đó, thì ở đây cúng dường cho chư tăng, cúng dường cho tăng già. Thì chữ sankhasa ở đây nó là túc từ của chữ pujitung, nó là cúng dường cho chữ pujitung. Cho nên chữ pujitung ở trong trường hợp này nó cũng là vị biến cách mà nó đòi hỏi phải có túc từ. Cho nên người ta nói pujitung là vị biến cách mà dùng giống như là động từ, dùng giống như là động từ. Thì đó là hai cách sử dụng của vị biến cách. Một là nó dùng như là túc từ để bổ nghĩa cho động từ. Thứ hai là nó dùng giống như là động từ vì nó đòi hỏi phải có túc từ. Đòi hỏi phải có túc từ. Rồi đó là cách sử dụng của vị biến cách. Ở đây mình có một số vị biến cách giống như là Úc Ganh Hít Tung, Ô Lô Phê Tung, Đê Xê Tung, Đê Xê Táo Quê, Bái Chí Táo Quê, Bá Khí Tung, Bà Lê Tung, Phí Hí Tung, Khuyên Chí Tung, Oanh Hí Tung, Xây Hí Tung, Sư Ni Tung. Rồi bây giờ giơ tay lên để đọc vị biến cách này một tí đi. Rồi chúng ta sang qua phần bài tập ha. Sang qua phần sửa bài tập. Anh Cát Khánh có trên lớp học hả? Dạ có sư. Rồi mời các tử đọc phần bị biến cách này tí rồi mình sang qua phần bài tập. Dạ, xin mời Phật tử Kim Phúc ạ. Thưa sư, xin đọc ạ. Úc Ganh Hí Tung là để học, Ô Lô Kê Tung là để nhìn, Đê Xê Tung là để thuyết, Đê Xê Tá Huê để thuyết, Bát Chí Tá Quê để nói, Bát Thi Tung để đọc, Ba Lê Tung để cai trị, Bí Bí Tung để uống, Un Chi Tung để ăn, Quan Đi Tung để đảnh lễ, Xá Di Tung để ngủ, Xú Ni Tung để nghe. Thưa sư xin hết. Dạ, xin mời cô Diệu Bảo ạ. Dạ con xin đọc một số vị biến cách. Úc Ganh Hí Tung để học, Ô Lô Kê Tung để nhìn, Đê Xê Tung để thuyết, Đê Xê Tá Quê để thuyết, Bá Chí Tá Quê để nấu, Bá Thí Tung để đọc, Ba Lê Tung để ca trị, Bí Quý Tung để uống,
Buôn Chi Tung để ăn, Quan Đi Tung để đảnh lễ, Xá Dí Tung để ngủ, Xuân Lý Tung để nghe. Con xin hết ạ. Xin mời Phật tử mang cái lá lên đi. Dạ thưa sư, xin đọc. Úc Canh Lý Tung để học, Ô Lô Kê Tung để nhìn, Đê Xê Tung để thuyết, Đê Xê Tá Vê để thuyết, Bát Chí Tá Vê để nấu, Bát Thí Tung để đọc, Ba Lê Tung để cai trị, Bí Ví Tung để uống, Buôn Chí Tung để ăn, Quanh Đi Tung để đảnh lễ, Xá Dí Tung để ngủ, Xuống Ní Tung để nghe. Dạ sư xin hết. Xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ bà sư con xin đọc ạ. Úc Căn Hí Tung để học, Ô Lô Kê Tung để nhìn, Đê Xê Tung để thuyết, Đê Xê Tá Quê để thuyết, Bá Chí Tá Quê để nấu, Bá Thí Tung để đọc, Ba Lê Tung để cai trị, Bí Quý Tung để uống, Phung Chí Tung để ăn, Quan Lý Tung để đảnh lễ, Sa Dí Tung để ngủ, Xú Ní Tung để nghe. Dạ con xin hết rồi. Xin mời Phật tử An Trần. Dạ thưa sư, con xin đọc. Úc Gan Hí Tuân để học, Ô Lô Kê Tuân để nhìn, Đê Xê Tuân để thuyết, Đê Xê Ta Về để thuyết, Há Chí Ta Về để nấu, Há Thí Tuân để học, để đọc, Há Lê Tuân để cai trị, Phí Bí Tuân để uống, Buôn Chí Tuân để ăn, Văn Lý Tuân để đảnh lễ, Xá Dí Tuân để ngủ, Xú Ní Tuân để nghe. Dạ thưa sư con xin hết. Dạ xin mời Phật tử Phương Tây ạ. Dạ con xin đọc. Cố gắng Lý Tuân để học, Ô Lô Kê Tuân để nhìn, Lê Xê Tuân để thuyết, Lê Xê Ta Về để thuyết, Bác Chí Ta Về để nấu, Bác Chí Tùng để đọc, Ba Lý Tùng để cai trị, Đi Ví Tùng để uống, Bùng Đi Tùng để ăn, Văn Đi Tùng để đảnh lễ, Sấy Đi Tùng để ngủ, Xu Đi Tùng để nghe. Dạ xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Ngọc Tuyết ạ. Thưa sư, con xin đọc một số dự biến cách. Ú Gá Hí Tung để học, Ô Lô Kê Tung để nhìn, Đê Xê Tung để thuyết, Đê Xê Ta Quế để thuyết, Bá Chí Ta Quế để nấu, Ba Thí Tung để đọc, Ba Lý Tung để cai trị, Bi Ví Tung để uống, Buôn Chí Tung để ăn, Quán Đi Tung để đánh lễ, Xá Di Tung để ngủ, Xú Di Tung để nghe. Dạ con xin hết. Dạ xin mời Phật tử Lan Lê. Dạ thưa sư con xin đọc. Úc Gan Hí Tung để học, Ô Lô Kê Tung để nhìn, Đê Xê Tung để thuyết, Đê Xê Ta Về để thuyết, Phá Chi Ta Về để nấu, Hát Chi Tung để đọc, Pha Lê Tung để cai trị, Pha Thi Bí Tung để uống, Phun Chi Tung để ăn, Quan Đi Tung để đảnh lễ, Xá Di Tung để ngủ, Xuân Đi Tung để nghe. Dạ thưa sư con xin hết. Xin mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Dạ bà sư có xin đọc một số gì biến cách ạ. Ú Găng Tum là để học, Ô Lô Kế Tum là để nhìn, Đê Xê Tum là để thuyết, Đê Xê Ta Quê là để thuyết, Bá Chí Ta Quê là để nấu, Bá Thí Tum là để đọc,
Ba lấy tâm là để cai trị, bí quý tâm là để uống, phun chí tâm là để ăn, quan bí tâm là để đảnh lễ, sa chí tâm, sát chí tâm là để ngủ, su ni tâm là để nghe. Và sơ con xin hết ạ. Xin mời Phật tử cùng điệp. Dạ thưa sư, con xin đọc một số vị biến cách. Ú găng hí tung là để học, ô lê kê tung là để nhìn, đê xê tung là để thuyết, đê xê tá quê là để thuyết, bá chí tá quê là để nấu, bá thí tung là để đọc, ba lê tung là để cai trị, bí quý tung là để uống, buôn chí tung là để ăn, quan lý tung là để đảnh lễ, sa dí tung là để ngủ, su ní tung là để nghe. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Nguyên Lê ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Úc gan dí tung là để học, ô lô kế tung, ô lô kế tung là để nhìn, kê tung là để nhìn, đế xế tung là để thuyết, đế xế tá quê là để thuyết, bá chí tá quê để nấu, bá chí tung để đọc, ba lê tung để cai trị, tí quý tung để uống, bung chí tung để ăn, quan bí tung để đảnh lễ, sa chí tung để ngủ, tung ít tung để nghe. Dạ thưa sư, con hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Sa Nguyên. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Uống răng hí tung là để học, ô lơ thế tung là để nhìn, đi xế tung là để thuyết, đi xế tá quê là để thuyết, bá chí tá quê là để nấu, bá thí tung là để đọc, bá lê tung là để cai trị, bí quý tung là để uống, buôn thí tung là để ăn, quan lý tung là để đảnh lễ, sa sứ tung là để ngủ, thiên lý tung là để nghe. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. Có Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? Dạ thưa sư, hết rồi sư. Giờ chúng ta chuyển qua sang phần bài tập nha. Bài tập bây giờ đọc có bài tập trước đi rồi sau đó đọc từ vựng. Đây là năm câu bài tập. Câu 1: Siddhartha Raja Kumaro Charitang Anuyujitung Kupatisma Okasang Yaji. Siddhartha Raja Kumaro Charitang Anuyujitung Kupatisma Okasang Yaji. Câu 2: Raja Kumaro Uyanasmin Palita kê sành chá, Palita chành chá, Khăn đá đành thành chá, Mahalakang ô lô kê sĩ, Raja Kumaro Uyanasmin, Palita kê sành chá, Palita chành chá, Khăn đá đành thành chá, Mahalakang ô lô kê sĩ. Câu 3: Mahalaka dukhang sammukha jiva charitung va sitiya va ichanti. Mahalaka dukhang sammukha jiva charitung va sitiya va ichanti. Câu 4:
Rajakumaro Mahalakang Pasitoa Katang Jara Ho Tisi Paichayitoa Chati Paichaya Charati Vichani Rajakumaro Mahalakang Pasitoa Katang Jara Ho Tisi Paichayitoa Chati Paichaya Charati Vichani. Câu thứ năm, Rajakumaro Ujjane Mahalakang Pasitoa Charame Attha Pavitate Ti Paichayi. Rajakumaro Ujjane Mahalakang Pasitoa Charame Attha Pavitate Ti Paichayi. Rồi bây giờ mời lớp đọc bài tập trước đi, đọc năm câu bài tập trước. Dạ, xin mời Phật tử An Trần. Dạ, thưa sư, con xin đọc. Siddhartha Rajakumaro Charitang Anuyun Chichun Phu Atisma Okasang Chachi Rajakumaro Ujjanasmin Halita ke sancha, balita sancha, kandat dan sancha, mahalakang olokesi, mahalaka dukang, samuka yeva, charitun va, sitiya va. Ichanti Rajakumaro Mahalakang Pasitoa Katang Chara Hotiti Pacha Yito Chati Pachaya Charati Vichani Rajakumaro Vichane Mahalakang Hasito Charame Atha Bavisa Diti Pachayi. Dạ thưa sư, con xin hết. Dạ xin mời Phật tử Ngọc Tuyết ạ. Ồ, quên tắt rồi. Sorry. Dạ, xin mời Phật tử Phương Ti ạ. Dạ, con xin đọc. Câu số 1. Siddhartha Rajakumaro Charitang Anuyaditum Vipattisma Okasam Yasi. Câu số 2, Rajakumaro Ujjanasmin Balita Kesanchak Balita Chanchak Khandadan Tanchak Mahalakkan Olokesi. Câu số 3, Mahalakka Lukham Samukha Yeva Chakritum Va Thitiyak Va Ichanti. Câu số 4, Rajakumaro Mahalakang Basikva Katham Yara Ho Titi Bhatha Jiva Yati Chaya Yarati Vijani. Câu số 5, Gajakumaro Uyane Mahalakang Basitwa Yarame Atha Bát Vissami Tí Bát Dít Bát Già Dí Bát Già Dí. Dạ con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc. Câu số 1, Siddhartha Rajakumaro Charitang Anuyun
chi tung phu batisma okasang gia chi. Câu số 2, racha kumaro vijanasmin palita ke sancha valita chancha khanda dan tancha maha lakkan olokesi. Câu số 3, maha lakka dukkhan samukha samukha ye ye va charitung va thitiya va ichanti. Câu số 4, raja kumaro maha lakkan pasitoa kathang chara ho ti ti pakha chi toa cha ti pachaya chara ti vichani. Câu số 5, raja kumaro vijane maha lakkan pasitoa chara me atha pha visami ti pachayi. Thưa sư xin hết. Xin mời Phật tử Thảo Nguyễn. Dạ bạch sư con xin đọc ạ. Sittattha raja kumaro charitam anuyunjitum phupatisma okasang jati raja kumaro vijanasmin valita ke sancha valita chancha khanda dan tancha mahalakkan olokesi mahalakka dukkhan samukha yewa charitung wa thiti ya wa ichanti raja kumaro mahalakkan pasi wa kathang jara ho ti ti pacha yi wa ya ti pacha ya jara ti vijani raja kumaro vijane mahalakkan pasi toa yara me atha pasi sa ti ti pacha yi. Dạ con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Lan Lê ạ. Dạ thưa sư con xin đọc. Siddhartha Raja Kumaro Charitam Anujyum Chittum Upa Upa Tisma Okasangyaji Raja Kumaro Ujjanasmin Palita Kesamcha Valita Chancha Khanda Dantamcha Mahalakkan Olokesi Mahalakka Dukkhan Sammukha Yewa Charitung Wa Sittiya wa ichanti Raja kumaro Mahalakkan Pasitoa Kathang chara Motiti Pachayitoa Pati Pachaya Charati Vijani Raja kumaro Ujjane Mahalakkan pasito charame atha atha bavisa piti pachayi. Dạ thưa sư con xin hết. Ừ, xin mời cô Diệu Bảo. Dạ con xin đọc. Câu thứ nhất, Sittattha raja kumaro charitam Anuyun Jun Chí Tung Phô Patisma Oka Sangya Chí. Câu số 2, Raja Kumaro Iyan Nasmin Palitake Sancha
quý lít ta chanh chá khăn đá đành chanh chá ma ha lá cằn ô lô kê xí. Câu số 3, ma ha lá cà đúc khăn sa múc kha dê quá chá rít tôm quà thí tí già quà ít chanh tí. Câu số 4, ra chá cúng ma rô ma ha lá cằn bác sĩ tòa cách thằng chá ra hồ tỷ tí bác cha với tòa cha tí bác cha già chá ra tí quý cha ní. Câu số 5, ra chá cúng ma rô ý già nề ma ha lá cằn bác sĩ tòa chá ra mê á thà phá quý sa mi mi tí bác cha dí. Con xin hết ạ. Dạ, xin mời cô Ngọc Tuyết ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc ạ. Câu số 1. Xích thác, bác thá, ra chá, cú ma rô, cha vi tăng, a ni chí tung, bu bát tí pha, ô ca sang, gia chí. Câu số 2. Ra chá, cú ma rô, y giá ná, min, ba li, lý ta kết sạc chá và lý tá cà chá khăn đá đằng tàn chá mà há là căng ô lô kê xí. Câu số 3, mà há lá cà đúc khăn xá mũ khà dễ quà cá thi tùng quà thí ti già quà ý chẳng tí. Câu số 4, ra giá của mà rô má há lạc cằn bác sĩ tòa ca thằng giá ra hồ tì tí ba giá tí hòa gia tí bác cá già giá ra tí quy già ní. Câu số 5, ra giá của ma rô ý già nê mà há lạc cằn bác sĩ ta giá ra mê a ha ba sĩ và tì tí ba già dí. Dạ, con xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Tham Mi Cá Liễu ạ. Dạ, sư con xin đọc ạ. Thích Tất Thá, Ra Chá Cú Ma Rô, Chà Dít Tăng, Á Lú Dùm Chít Tùm, Phù Bá Tí Ma, Ô Cá Thăng, Ô Cá Thăng Gia Thí. Câu 2. Già chá cú ma rô, quý già lát mình, bá ní tá kê, thằng chá, quá ní tá chành chá, hàn đá đàn tành chá, má hàn lát cằn, ô lô kê xí. Câu 3, má hàn lá cà đúc khăn tam mũ khà dê vã cha di tùm hòa ít tị già hòa ít chàn tị. Câu 4, già cha cụ mà rồ má hàn lá cằn bát tít hòa cá thằng cha ra ô tị ô tì tí bát cha tí hòa cha tí bách cha ra tí quý cha ní. Câu 5, ta cha cu mà rồ quý già mê ma hàn na căng bát tí hòa cha ra mê a tha phá uy sa tí tí bát trà dĩ. Dạ, con xin hết ạ. Nhà có Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? Dạ, thưa sư xin hết rồi sư. Để xem phần từ vựng mình có đọc được hay không. Tại vì nãy giờ mưa thấm hồng quá trời rồi. Thì không có ngồi chỉnh máy được. Bây giờ còn 30 phút.
tới 30 phút mình cứ dịch đi dịch để sư xem thử coi, sư vừa lao phòng sư vừa chỉnh bài tập cho. Dừng để tăng phần dịch bài tập đi, anh Khánh mốt bài cho lớp dịch bài tập đi. Dạ. Yeah. Ừ. Mưa thấm phòng quá trời. Câu một á. Dạ. Dịch từng câu đi. Thái tử Phê Đạt Pha Thương Thái Đức Vua để đi dạo, ta xin phép vua để đi dạo. Rồi được rồi, số một kia được rồi. Đó thì dịch thêm chữ đã cũng được, tại đó thì quá khứ. Rồi câu 2 xong chưa? Sư chữ Phubatisma là chia ở sở hữu cách không sư? Phubatisma là sư sư cách. Tại xin phép từ ai đó, xin phép ai đó thì nó dùng sư sư cách. Nói bây giờ cái cụm từ ô quan phân gia cho phí. Do cụm từ đó. Là cụm từ này không thưa? Thưa sư, cho con hỏi cái câu 3 đó sư. Cái từ thích tí gia đó mà con tra từ điển đó là nó chỉ có tích tha tí, không biết là cái chỗ này con có sai cái gì không ạ? Câu thứ hai cái trong vườn viện thái tử đã nhìn thấy người già tóc bạc đỉnh nhăn răng rùng. Trong vườn viện thái tử đã nhìn thấy người già tóc bạc da nhăn răng rùng. Rồi được rồi, để ta nhìn thấy người già tóc bạc da nhăn răng rùng trong vườn viện, hai câu đó câu nào cũng được. Thank you.
muốn đứng hoặc bước đi phải gặp nhiều khó khăn. Cô Hảo Nguyễn muốn hỏi gì? Dạ thưa sư, cái từ thí tiết gia đó, cái từ thí tiết gia đó thì con tra từ điển con không có thấy cái từ nguyên mẫu của nó, nhưng mà từ nguyên mẫu là thí tiết thôi. Thí tí thì nếu mà thí tí thì nó là có cái nghĩa là sự vững chắc bền lâu á thưa sư. Thí tí là đứng. Dạ thí tí, nhưng mà nếu mà nói đứng thì nó là tích tha tí chứ thưa sư. Tích tha tí là động từ, còn cái này là danh từ. Dạ sự đứng ạ. Thí tí nhưng mà tại vì con không có thêm trong cái con tra từ điển Pali Dictionary thì nó nói là cái thi tí này là chỉ có là sự chắc vững bền lâu, thành ra con đứng, không có dịch được. À, đứng nữa, nghĩa là đứng nữa. Đứng á, dạ con cảm ơn sư ạ. Người già muốn đứng hoặc bước đi. Muốn đứng hoặc đi. Phải gặp nhiều khó khăn. Nhiều khó khăn. Tạm gì đi câu đó, tạm gì. Ôi sư, sư cho con hỏi sư cái câu này, nếu mà trái cái chung đứng trước hay phải dịch trước, phải đi trước đó sư. Cái câu này phải dịch đi trước, trái cái chung nó nằm trước, phải có qua mà. Người già muốn đứng hoặc đi, dịch chỉ đi trước đi. Đi trước, muốn đi hoặc đứng, bỏ chữ phải thì cũng được, gặp nhiều khó khăn, những người già muốn đi hoặc đứng. Gặp nhiều khó khăn, gặp khá nhiều khó khăn thì để gặp khá nhiều khó khăn. Mà là những người già gặp khó khăn khi muốn bước đi hay đứng, có được những người già gặp khó khăn khi muốn bước đi. Không được, tại dịch vậy nó cái khi muốn bước đi thì không được, tại khi muốn như vậy là khi muốn nó mất động từ rồi, nó không có động từ ở đâu, tại cái chữ muốn ở đây là động từ, vậy là khi muốn thì nó không còn là động từ. Cái muốn là đồng từ, thì là khi muốn nó mất là đồng từ rồi. À, rồi con hiểu rồi sư, bạch sư sao cũng con hiểu. Vậy đó, cái chữ muốn là đồng từ, nhịp khi muốn nó mất đồng từ. Dạ dạ, bạch sư con hiểu. Sao cũng cảm ơn sư. Thank you.
Tử, dịch là thái tử thấy người già suy xét rằng tại sao có sự già. Và đã biết rằng tại sao có sự già là trong mặt, và đã biết rằng do có sinh, đã hiểu rằng chứ không phải đã biết, đã hiểu rằng. Thái tử sau khi thấy người già đã suy xét rằng thế nào là già, thế nào là già, và biết rằng già là do duyên sanh. Do duyên sanh chứ không phải là do có sinh. Do duyên sanh. Dạ, là do duyên sanh. Đúng rồi. Thái tử nhìn thấy người già đã suy xét nguyên nhân của sự già. Thái tử thấy người già suy xét rằng tại sao có sự già. Tự thấy người già suy xét rằng tại sao có sự già, và họ đã hiểu rằng do duyên sanh. Duyên sanh. Câu đầu của ai dịch đó là được rồi. Thái tử sau khi thấy người già đã suy xét rằng thế nào là già, thế nào là già, tại sao có sự già đi, chỗ đó sửa một tí đi, tại sao có sự già đi. Rồi bỏ cái thế nào là già đi. Và biết rằng già là do duyên sanh. Già là do duyên sanh. Và biết rằng già là do duyên sanh. Rồi câu đó vậy đi. Dạ, con thấy bảo bớt chữ rằng, suy xét rằng, sơ nó có hai chữ rằng ấy. Bảo bớt kiểu tên. Hử? Suy xét rồi. Con thấy thì già đã suy xét thôi, nhưng mà hai chữ rằng nghe nó hơi. Dạ, con tính nói là bớt chữ rằng á sư, tại có hai chữ rằng trong một câu luôn. Chữ trên nó bớt chữ trên á. À, bỏ chữ đó, bỏ chữ đã sư. Cái này mình dịch là già cho duyên sanh hay là dịch là sanh duyên cho già sư? Già là do duyên sanh. Và làm việc là do duyên sanh có già. Nó dịch già do duyên sanh nên nó đúng cấu trúc văn phẩm. Rồi, câu 5 có ai dịch chưa? Ai dịch đi. Tôi đang vừa coi tôi lao phần á. Tức nó phần quá à. Thank you.
Cho cô dịch này nè các Khánh. Sau khi nhìn thấy người già trong vườn thượng uyển, Ngài đã suy xét sự già chắc chắn sẽ đến với ta. Bỏ chữ rằng đi con, suy xét. Thì có chữ ý tí thưa cô, đó mới dập những cái dịch là rằng tí tí, có chữ tí tí. Dạ. Nếu sao cô bảo tại cái câu này á, nếu mà con bước con mà viết vườn thuận nguyện thì nó bị dư á. Tại vì dụng nhựa vườn hoặc là công hoa viên vậy thôi. Nếu vừa thượng ủy thì nó có thêm một tầng, thêm một tầng, thêm một tầng, thêm một tầng. Dạ. Chị Hoa nói là vườn thượng uyển sai bằng công viên hả chị Hoa? Phải không ạ? Ở vườn thượng uyển, nếu mà dịch ra vườn thượng uyển là bị thêm á. Tại Uyên Nhan Nê này chỉ có là vườn hoặc hoa, hoa viên thôi à. Còn khu vườn phải không? Hoa viên cũng được. Và trong công viên đã tiên nghĩ rằng chắc chắn từ già sẽ đến với ta. Thái tử sau khi thấy người già trong công viên đã suy xét rằng chắc chắn từ già sẽ đến với ta. Chắc từ già sẽ đến với ta sau khi nhận thấy người già trong hòa viên. Ngài đã suy xét rằng từ già chắc chắn sẽ đến với ta. Được rồi đó, câu 5 vậy là được rồi. Nọ thái tử quan lại học khen nát sau khi vào hoa viên để đi và đã nhìn thấy người già. Thái tử sĩ đặt ra đã nhìn thấy người già trong con đường để đi vào trong vườn thượng uyển. Sau khi cảm thấy ông lão nên đi câu năm á sư, là hoa viên hay là công viên, cái nào đúng hơn sư? Cái nào cũng được. Cái vườn, nói chung cái vườn để người ta đi dạo, nó có thể là hoa viên, có thể là công viên. Thường cái đó nó là cái vườn cây, cái già nó là cái vườn cây. Thank you.
À, hồi nãy giờ chưa ăn dịch hả? Con dịch có một lên hả? Có một hả Khánh? Dạ. Cô Kim Cúc có dịch câu 1 á. Cúc đi qua nó mất hết đoạn rồi sư ơi. Thay chữ nghe có niệm phật tàng phật tàng rồi chắc có ma bồ chắc thành lô nam mắt có tháp bồ chắc có tích hòa quy dân nam có quy tòa ôi tòa đi vào học viên đã đi vào chúng ta ăn gì chúng đã đi vào đã nhìn thấy người già để có đi sang lấy câu trên đi, thấy cái trên nó coi dưới nó bị mất tung. Sư sau khi đi vào là như câu một phải là cha đi tăng mới đúng đó. Đi tăng đó đi dạo có xí to là nhớ là thấy mà luôn. Ủa sao copy gì mà xuống dòng đàng hoàng, sao copy tùm lum ta? À, cô bảo câu số 2 nha. Con thấy câu 1 phải là cha đi tăng mới đúng đó sư. Đi sang chữ T đó. Con lộn á. Bao nhiêu xin tòa à? Cái chữ này là bao nhiêu xin tòa? Chị Hoa gọi em chữ đó được không vậy hả? Thêm chữ quý nữa được rồi. Tá ví hí to hả? Quý xin tòa. Quý rồi. Chị bác sĩ này chữ T. Với cái chữ cha, cha rít tăng. Cha rít tăng nữa. Cha rít tăng. Giáo quyền cho nó. Dạ. Không phải. Cha rít tăng, hai chữ T. Hai chữ T. T chấm luôn không? Không, T thường.
hay là cha nè? Ở trên nãy cha hay là cha? Còn ở trên nãy lại mình xin ra. Ủa sư, vậy cái này là ú gia nê hay ú gia năng sư? Ú gia năng. Khánh hỏi là đi vào cái thứ hai, cái thứ tư, thứ bảy ấy, sư. Cái thứ hai vào vườn thượng quyển. Đúng rồi. Cái hai đúng rồi Khánh. Dạ. Úc Bắc Thạc Cô. Úc Bắc Thạc Cô nữa. Nạp Măng. Thạc Cô. Chị A thêm dấu quyền lên đó. Ok. Úc Bắc Thạc Cô. Thưa sư, câu số 1 có dùng động từ olokesung được không? Chữ bác sĩ đó. Dùng chữ olokesung được không thưa sư? Nhật. Lô cây sung thì nhìn có vẻ chăm chú tí. Như từ bác sĩ hay lô cây sung đều được không sư? Cũng được. Sung M dấu nặng dưới. Câu 2, các anh cho những câu 2 tí. Tử Hiệp ra nhìn thấy người cha trên con đường. Thấy người già trên con đường. Trên con đường để đi dạo trong vườn thượng uyển. Thấy người già trên con đường. Chỉ trên con đường đó để gần người già đi. Để con đường để gần người già đi. Cái đó. Trên con đường để đi dạo trong vườn thượng uyển. Rồi vậy là được. Dư chữ Rajasá sư. Thượng uyển là của vua mà chị. Cái vườn của vua thì đầy đủ rồi phải biết vậy. Anh viết tắt tắt cái chữ viết đầy đủ là phải có viết cái chữ ra tắt tắt. Qua này có một xíu nữa.
Coi lại câu 1 xíu. Câu 1 ô lô kê xí anh. Ô lô kê sung. Cái chữ đó là cái động từ gì là phát sung mới được anh khác. Tại hai người. Bác sĩ là viết sai. Bác sung. Thì là ô lô kê sung luôn không sao? Rồi, xuống đây còn ai còn ai nào nữa thì còn bạn có ai sửa chị để có nữa. Cái cầm cái Thúy Tí Gia phải không sư? Là Thúy Tí Gia thôi. Thúy Tí. Sau khi cầm gậy. Sau khi cầm gậy nhưng không thấy chữ gậy ta. Giác thí là hiếu. Giác thí. Không phải là hát thi mà ra giá thi. Mày hát thinh cái này là tai nha. Giá thinh. Gãy là giá thinh. Sửa chữ hát thinh lại là giá thinh. Giá thinh. Y dài. Sửa chữ hát thành y dài. Giá thinh. Gần. Gần hi tòa. Sửa chữ gậy. Cái gậy cái khăn. Giấc thiên. Má há lắc ca. Giấc thiên. Có chữ há thêm chữ giá. Hai chữ giá thêm thôi thắng. Chữ há có sửa chữ y dài. Hắc thiên đó. Chữ trên hắc thiên. Hắc thiên. Bỏ chữ há đi. Bỏ chữ há. Thêm chữ giá vô. Thay đổi chữ giá. Bỏ chữ hát trước. Chữ A không phải chữ A đâu. Hai chữ T, đúng rồi. Giác kinh. Lão. Gần. Gần hít toa. Cái này chắc ghê quá không? Ghê quá không rồi. Được. Là muốn đi vào cung đình cung đập khoản không sa mù bút kha dê quá alaco thì ya má alaco ông lão coi như là người già. Ồ, ra đây động từ Ichati. Muốn đi hoặc đứng. Biết chữ đi đấy. Biết chữ đi trước.
chứ đi trước rồi đứng sau. Không phải, anh làm gì? Rồi tôi biết cái chữ Charitung này trước cái chữ Thitiya. Chữ Ichati này để nó nguyên đi động từ để cuối câu phải rồi. Thì xét lại đi. Bọn chữ Hoa. Rồi. Cái chữ giác thêm hai chữ chấm là gì? Chữ T có chấm. Hai chữ T có chấm. Thích cái già chữ T có chấm. Không, chữ T trước, T trước. Chữ đúc khăn là hai chữ ca đúng không? Sau khi nhìn thấy người già thấy tự không vui thích hưởng thụ dục lạc. Chữ Lokitoa này nhìn tài nhiều quá cũng không hay lắm. Này. Tại một cái chữ Lokitoa này nhìn với tư cách là ngắm nghía chứ không phải nhìn bình thường. Phải nhiều quá không, nhưng nó không hay đâu. Bác sĩ to hai chữ F. Lấy cái nào bánh chữ là cắt bỏ chữ lô kê toa. Nhìn thấy người già không vui. Anh không biết. Không vui thích trong việc. Anh nút khoa con nề. Trong việc hưởng thụ ngũ dục cảm dục khăn. Rồi được rồi. Con số 4 nghiệp đi. Thế ở trong giác có nhiều người dịch lắm, anh lấy của người này trong câu, người chuyên câu á. Đừng lấy của một người. Để mình xem ra em họ làm đúng sai. Để lấy của một người thấy đúng không mà không thấy sai. Không thấy sai, không biết không tiến bộ. Không, không phải cũng ngoại. Không,
Sao vậy? Không bỏ xuống đó được. Thôi đi ra chỗ mày học. Cho phép thái tử ra khỏi hoàng cung để đi dạo nước Vu. Nhưng tôi phải tìm nó ô ba sẵn ra đầu tiên. Nhưng vì cho phép hoàng tử, hoàng tử ra khỏi hoàng cung, hoàng tử ra khỏi hoàng cung, ra khỏi hoàng cung để đi dạo chi cha biết tư. Rồi được rồi, phải tập làm ấy chứ. Chứ không có còn bài giải, không biết lớp có lấy bài giải viết thêm bài giải không. Phải tập làm chứ, lấy bài giải xem bài giải không thì chết luôn. Làm thì có đúng có sai để người ta chỉnh sửa, còn lấy theo bài giải không là không hiểu bài à. Hai nó xuống nó đọc giờ. Rồi hai chú sửa sửa đi, sửa xong rồi mình nghỉ ha. Chưa? Dạ thưa rồi sư. Em nghỉ ha. Dạ. Thôi mà cô Phúc bị chung lên thằng cho lớp nghỉ. 9 giờ mấy rồi? Gần 9 giờ 10 phút rồi. Dạ. Dạ chúng con xin được tri ân sư Tinh Tuệ đã giảng dạy cho chúng con bài học Bali ngày hôm nay ạ. Dạ bài học đã kết thúc, kính mời đạo hữu Tịnh Hạnh thay mặt lớp học lên tụng kinh hồi hướng những phước báu có được trong buổi học pháp ngày hôm nay ạ. Dạ. Nam mô Bụt Tha ya, Nam mô Tham Ma ya, Nam mô Sang Tha ya. Con xin kính sư, con xin thay mặt cô chú trong room hưởng ứng phước báo của bài học hôm nay đến từ thiền. Akasa tha cha phum ma tha deva na ga ma hi thi ca pun yang do anumodan tu chi rang ra khan tu sa sa nang akasa tha cha phum ma Deva naga mahitika punyang no anumodan tu chirang rakhan tu no garo akasa tha japum matha Deva naga mahitika punyang no anumodan tu chirang rakhan tu nyata yo akasa tha japum matha Deva naga mahitika punyang no anumodan tu chirang rakhan tu bani no Akasa tha japum ma tha deva naga mahitika punyang no anumodan tu chirang rakhan tu no sada idang watano
quân nhân a sau a kha ya wa hang ho tu anagati ka le sa thu sa thu. Dạ chúng con kính chúc sư được sức khỏe, kính chúc sư một đêm an lành ạ. Chúng con kính tri ân sư cả Pháp Nhiên đã cho phép mở Zoom này nhằm tạo điều kiện cho các Phật tử xa gần có nơi học tập để trao dồi Phật Pháp. Xin được tri ân các Phật tử đã hộ độ cho chùa Siêu Lý Phú Định, quận 6 mở được Zoom này ạ. Y đăng bùn nhàng nít bà nát sa bách cha dồ hồ tú. Mong tất cả chúng ta sẽ đoạn trừ các phiền não và sẽ giải thoát trong ngày vị lai. Mời quý vị trở lại lớp Bali này vào các ngày thứ 3, thứ 5 hàng tuần vào lúc 19:30. Kính chúc tất cả an vui trong cuộc sống. Dạ, buổi học hôm nay đến đây là kết thúc ạ. Kính chào quý vị. Sa thú, sa thú.